Mau nhớ. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị chờ xem kết quả của vòng này nha. Sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ mình cùng hướng mắt lên màn hình để xem kết quả nha. Xin mời. Có 3 bạn được điểm tối đa là 7 điểm. Đó là bạn Hoàng Thị Mai Linh, bạn Lê Bảo Trâm và bạn Võ Huỳnh Tuyết Vân. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn đã lọt vào kỳ thi hội. Xin mời các bạn trở về vị trí thi đấu của mình. Các bạn còn lại chúng ta sẽ phải chờ đợi vào kết quả của vòng cứu trợ Hoa Trạng Nguyên. Và ngay bây giờ trên tay của tớ là kết quả của phần cứu trợ Hoa Trạng Nguyên. Và với 980 lượt thích trang và chia sẻ tiết mục, xin được chúc mừng tất cả các bạn sĩ tử được quay trở lại. Võ Trạng Nguyên dành cho các bạn học sinh trường tiểu học Trương Định. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một vòng thi tên là ném bóng vào rổ. Với mỗi một pha bóng thành công, các bạn sẽ được cộng thêm một điểm cho vòng thi tiếp theo. Các bạn sĩ tử của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Các bậc phụ huynh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và sau đây sẽ là phần thi Võ Trạng Nguyên. Ba mẹ phải ném cho tốt. Ba mẹ cố lên. Ba mẹ cố lên nha ba mẹ ơi. Tiếc quá. Chụp nha bạn. Tiếc quá. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Trời ơi, nãy giờ chưa được quả nào luôn. Trò chơi ném bóng vào rổ tưởng chừng sẽ dễ dàng mang lại lợi thế cộng một điểm tại kỳ thi hội cho các sĩ tử đến từ trường Trương Định. Nhưng sự thật thì ngược lại. Liên tiếp các thí sinh đều không thể ghi điểm. Sự kết hợp ăn ý của cả gia đình, sự khéo léo của sĩ tử là chưa đủ. Cần thêm cả yếu tố may mắn nữa. Chỉ còn 3 thí sinh cuối cùng có cơ hội trở thành Võ Trạng Nguyên. Liệu Trạng may mắn có mỉm cười với các bạn ấy không? Được cộng thêm một điểm cho vòng thi Võ Trạng Nguyên. Ồ, rõ ràng là trò chơi Võ Trạng Nguyên này trông thì đơn giản nhưng lại không hề đơn giản một chút nào. Thế mà các bạn phải nhớ nhá, phần cứu trợ Hoa Trạng Nguyên đã chính thức khép lại rồi. Sẽ không còn cơ hội nào để chúng ta được cứu trợ nữa đâu. Vì vậy các bạn phải cực kỳ tập trung cho kỳ thi hội lần này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kỳ thi hội. Bà muốn làm cô giáo nè. Dạ, tại vì đến ngày 20 tháng 11 được nhận hoa. Mình muốn làm cảnh sát để bảo vệ cho những người khác.